ơi. Và tiếp con nha. Được chưa? Rồi, vững chắc nha. Gác chân lên. Đạp lên, đạp đạp trong lòng nè. Ừ. Vững chắc nha. Mới đưa nha. Vững chắc. Không có buông dây là té đó. Không có buông. Vững chắc rồi hoàng con, buông là té đại bể đầu á. Anh hai lên luôn. Ba đẩy cho phải vào đường quay, ba đưa giùm con. Quay vậy hả? Giờ tính quay vậy đúng không? Tính chạy có buông dây. Vững chắc là hoàng con đang ngồi buông rồi con té đó. Đâu có bạn nào mà muốn chơi sao? Về hết rồi đâu còn ai đâu. Chút nữa. Ba
ba mẹ mấy bạn rước hết rồi, về hết rồi. Để chừng nào mình mới về. Không muốn về chưa? Chơi đã chưa? Dính. Không có buông tay. Sao? Leo này con ở trên đó rồi. Thôi, không có được. Đừng có leo mấy cây đó. Dễ bị té. Em có khí cái lỗ mà cái cây đầu leo cây vĩnh chắc lại con đừng có buông đừng. Anh Na đi vòng vòng đi chơi thôi.